Trung Cộng nỗ lực cứu trợ nạn nhân động đất, tin từ Lỗ Điện. Trung Cộng đang nỗ lực cứu trợ nạn nhân bị động đất tại một vùng hẻo lánh của tỉnh Vân Nam, đã làm trên 410 người bị thiệt mạng và bị thương 1.956 người. Trận động đất mạnh 6.3 độ Richter tâm chấn động ở thị trấn Long Đậu Sơn có khoảng 265.000 người dân thuộc huyện Lỗ Điền, tỉnh Vân Nam xảy ra vào lúc 4 giờ 30 phút chiều ngày Chủ nhật, làm sập hàng ngàn căn nhà và nhiều trường học. Còn số người chết được tổng kết vào lúc 2 giờ chiều thứ Ba theo giờ địa phương là 410 người. Lực lượng cứu cấp khoảng 6.000 người đã được đưa tới Lỗ Điền. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã tới khu vực để chỉ huy công tác cứu cấp. Hiện còn nhiều người đang nằm ở dưới các đống đổ nát. Mưa to đang làm mực nước hồ trong vùng dâng cao và nhân viên cứu cấp phải đắp đê để phòng lụt. Trung tâm Khí tượng Trung Cộng cho biết trời sẽ còn tiếp tục mưa tại khu vực trong 3 ngày tới.